Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 610. Bài này làm trong học hữu cơ 8 9 10, chuyên đề sử dụng phương pháp quy đổi áp dụng cho bài toán đốt cháy những chất có công thức cụ thể. Dấu hiệu nhận dạng ra bài toán này không khó. Các em thấy ngay, người ta cho các em các chất ở dạng cụ thể, rất nhiều chất. Đã biết công thức sẵn rồi. Đó. Thế thì bài toán này là bài toán mà các em nhìn thấy cái phương pháp rất rõ ràng. Thầy dùng sử dụng quy đổi Thế thì với bài toán cháy, dấu hiệu của quy đổi là các em tách thành nước hoặc CO2. Vì CO2 và nước là sản phẩm không cháy, để không liên quan đến oxy. Do đó là thầy sẽ tách tất cả các chất này thành nước. Thì các em để ý hội thầy một chút xíu như sau. Với C2H4O, nếu thầy cắt nước ra thì nó sẽ là H2O cắt ra, cắt 2H ra. Thì sẽ còn là C2H2. Tương tự, đây thầy có là 2 oxy vậy là cắt 4 hiro vậy còn là C3H2. 2 oxy cắt 4 hiro còn là C4 H2 như vậy. Tiệu chung lại thầy có là CXH2. Tương tự với CH4 cũng vậy, C4 cắt nước ra thì còn là CH2. C2H6O2 cắt 4 hiro với 2 oxy là 2 nước thì cắt ra thầy có là C2H2. Tương tự 3 oxy thầy phải cắt 6 hiro. Như vậy còn là C3H2. Vậy kết quả là thầy gộp lại thành CXH2. Tổng số mol của nó chính bằng 0,88 bằng tổng số mol 2 hỗn hợp cộng vào. Nước tách ra được gọi là amon. Đốt cháy với oxy, thầy có oxy là 2,46 mol. Khối lượng bình tăng, ở đây khối lượng dung dịch tăng. Khối lượng dung dịch tăng của thầy là 37,1 37,1 g. Ở đây khối lượng tổng nước và CO2 của thầy thu được là 119,84. Như vậy, thầy hoàn toàn tìm ra được giá trị của số mol CO2 và số mol nước tương ứng. Phương trình thứ nhất là phương trình x cộng 2 phần 4 nhân 0,788 bằng 2,46 chính là phương trình với oxy cháy. À, các em chú ý hội thầy là CXH2 cháy. Thầy áp dụng công thức cân bằng oxy là x cộng y trên 4 trừ z trên 2. Thì ở đây x của thầy là bằng x, y của thầy bằng 2 là 2 phần 4 nhân với 0,88 thì bằng luôn 2,46. Từ đó các em tìm ra x bằng 101 phần 44. Từ đó bảo toàn C tìm ra CO2 là 2,002 mol. Đó. Tiếp tục. Đề thi này người ta cho các em khối lượng dung dịch tăng là 37,1 gram thì sẽ bằng cái làm cho nó tăng. Tức là 37,1 sẽ bằng cái làm cho nó tăng là khối lượng của CO2 và nước. Trừ đi cái làm cho nó giảm là khối lượng kết tủa BaCO3. Từ đó thầy có tìm được kết tủa BaCO3 bởi vì tổng nước và CO2 đã biết là 119,84 rồi. Kết tủa tìm được là 0,42 mol. Vậy bài toán trở thành sơ đồ như sau. Bài toán này cũng dích rồi. CO2 là 2,02 mol sụp vào kiềm là BaOH2 lần là 0,8 V mol chưa biết. Kết tủa tính được kem tính được là 0,42 rồi. Vậy cái dung dịch của thầy còn lại phải là BaHCO3 tất cả hai lần. Lý do vì sao thầy chứng minh được điều này là bởi vì thầy bảo là nguyên tố C. CO2 của thầy là 2,02. 2,02. Trong khi đó cái C trong kết tủa chỉ là 0,42 thôi. Vậy bắt buộc cái dung dịch này của thầy phải chứa chất, phải có chứa carbon. Vậy nó phải là BAHC và tất cả hai lần. Xử lý thông tin về số liệu, thầy bảo toàn nguyên tố C. Thầy tìm ra được BAHC qua tất cả hai lần là 0,8 mol. Đó, các em lấy 2,02 trừ 0,42 chia 2 bằng để tìm ra V thầy bảo toàn nguyên tố bari thầy có 0,8 V sẽ bằng 0,42 cộng 0,8 Giải phương trình các em tìm V bằng 1,525. Vậy đáp án gần nhất của thầy phải là đáp án B, 1,52. Nếu như các bạn mà thành thạo cái món dồn chất quy đổi này rồi, thì việc các bạn áp dụng cách số 2 này cũng không hề khó. Vấn đề đặt ra là để làm được cách số 2, thì các bạn phải rất là nhanh và thành thạo nó. Với cách số 1 thì các em mới quy đổi được nhanh như thế này tức là gì thầy tìm ngay được CO2 lý do tại sao là như vậy bởi vì tất cả các chất này đều quy được về CH2 vậy cái nước của thầy nó sinh ra sẽ bằng 0,88 mol nước do chính thằng CH2 cháy nhé chứ không tính cái nước ở đây như vậy kết quả là thầy dùng bảo toàn nguyên tố oxy thì CO2 của thầy sẽ bằng cái oxy của thầy đốt cháy là 2,46 nhân với 2 lên trừ đi 0,88 là oxy nằm ở trong nước sinh ra khi đốt cháy một mình CXH2 này Vì chính c 2 này đốt cháy cần 2,46 mol Còn cái nước ở đây không cháy Do đó thầy tìm ra được số mol CO2 bằng mở toàn oxy bằng 2,02 mol rất là nhanh chóng Và công việc của thầy cũng là tiếp theo giống các bước ở trên đây Cũng tìm ra cái tủa và cũng tìm ra được V tương ứng Y như bước ở trên này Vấn đề là thầy sẽ hút gọn nhanh hơn rất là nhiều Thầy tìm được CO2 nhanh hơn so với cái bước số 1 này nhưng chẳng qua cái bước này là bước mà thầy viết tắt. Thế còn nếu các bạn muốn hiểu được kỹ thì các bạn phải hiểu ngay ở bước 1 này. Tại sao thầy dồn thành CXH2. Từ CXH2 này thì các em mới suy được nước là 0,88 mol ở đây. Sau đó chúng ta mới bảo toàn nguyên tố oxy.